người về. Bài số 21 là bài về học tiếng Anh và chủ đề hôm nay sẽ là đánh giá bản thân. Okay. Bài tiếng Anh bài số 21 chủ đề đánh giá bản thân. Ok. Và có từ mới là don't sell yourself short. Đừng tự đánh giá thấp bản thân. Don't sell yourself short. Đừng bán bản thân mình quá ngắn. Don't sell yourself short. Đây mình sẽ ghi từ mới xuống nha. Don't sell yourself short. Đừng đánh giá thấp bản thân. Don't sell yourself short. Don't sell yourself short. Ok. Và từ mới tiếp theo là sibling. Anh chị em ruột. Temperament. Khí chất. Ties. Mối ràng buộc. Upbringing. Sự nuôi dạy. Active role. Vai trò chủ động, vai trò tích cực. Family gathering, sum họp gia đình. Immediate family, gia đình trực hệ, gia đình trực tiếp. Maternal instinct, bản năng làm mẹ. Carry là quân sự rồi. Nghĩa của từ carry nha. Foreign carry. Danh từ là quân sự. Tư thế cầm gươm, chào, sự bồng bột, vũ khí. Nghĩa tiếp theo là tầm bắn. Động từ là mang, vác, khuân, chờ, ấm. Railway and ship carry goods. Xe lửa và tàu chở hàng. To carry a baby in one's arm. Ấm em bé trong tay. Đem theo, mang theo. To carry money with one. Đem theo tiền. To carry money with one. Can you carry all the figure of hand? Anh có thể nhờ tất cả những thứ này không? Nhớ. Còn nghĩa là nhớ nữa. Can you remember all the figures? Dẫn, đưa, truyền. Quyền lực kèm theo trách nhiệm, mang lại kèm theo chứa đựng. The Lord carry power 3% interest. Tiền cho anh ấy vay mang lại 3% lãi. The Lord carry. Khó thế. Khó quá. Ok, xin cảm ơn mọi người rất nhiều.